xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy Bay Vlog. Và đây là iPad Gen 9 2021, iPad bình thường á. Và mình định là không mở hộp cái sản phẩm này đâu. Cũng không có gì để nói, nhưng mà mình đã lấy về và sử dụng trong vòng khoảng 3 ngày. Và đây là review nhanh của mình về chiếc iPad Gen 9 2021, chiếc iPad giá sinh viên nhưng mà sinh viên ngờ mít. Và hôm nay mình sẽ mở hộp ra nhá. Thì hộp nó đóng đơn giản thôi. Cái này thì mở rồi mà mình đã dùng 3 ngày rồi mà, nhưng mà mình vẫn đóng lại mở cho các bạn xem. Thì một cái siêu giấy này. Và đây là iPad của chúng ta. Đó, một chiếc iPad nhìn không biết là đời mới hay đời cũ luôn. Rồi ở dưới thì chúng ta sẽ có là một tập sách hướng dẫn sử dụng, size to vẫn như cũ. Và hiện tại thì các bạn có thể đăng ký mua chiếc iPad Gen 9 với giá 9 triệu tại Semrush. Đăng ký để lại thông tin nhé, bao giờ có hàng thì Semrush sẽ liên hệ với bạn. Và hay một cái 9 triệu mà chúng ta có cục sạc xịn 20W luôn. Cái cục sạc rất là hay luôn ấy, nó rất là xịn, được sách về từ thị trường Singapore nên là nó là sạc 3 chân. Và khi các bạn mà mua sản phẩm chính hãng Việt Nam thì mình nghĩ là nó là 2 chân và nó cũng là xịn như thế này. Và dây C2 Lightning rất là đáng tiền. Ở cái chỗ này mình không hiểu là tại sao iPhone thì cần phải bảo vệ môi trường còn iPad thì không. Và quay trở lại với chiếc iPad Gen 9 của chúng ta. Về thiết kế thì nó không có một cái gì thay đổi cả so với thế hệ iPad Gen 8 hay là Gen 7. Từ Gen 8 thì nó lên 9.7 lên 10.2. Và Gen 9 thì nó cũng 10.2 như thế. Và một số điểm mà các bạn sẽ có khi mà có cái thiết kế cũ này, đó chính là chúng ta vẫn có jack 3.5mm. Và rất phù hợp nếu mà các bạn muốn kết cắm vào tai nghe hoặc loa. Các bạn nào mà chuyên nghiệp á, có thể dùng cái iPad này như là một cái bàn mix hay là để hát karaoke gì đấy. Mình thấy cái jack này nó rất là cần với iPad luôn á. Tiếp theo thì chúng ta vẫn có một cái nút Touch ID cảm ứng ở đây. Rồi chúng ta cũng sẽ có viền hai bên thì mỏng nhưng mà viền trên dưới thì hơi dày một chút. Và cuối cùng là chúng ta có một cụm camera, nhìn qua là không thấy camera đâu luôn. Và nó là camera không lồi. Trong một thế giới mà tất cả mọi thứ đều lồi và đặt bị cập kênh trên bàn, thì một chiếc iPad mà camera không lồi mình thấy là cũng là một điểm cộng ấy chứ. Tiếp theo, khi các bạn mua chiếc iPad Gen 9 này thì các bạn sẽ có một màn hình là 10.2 inch. Và cái điểm mà để phân biệt giữa iPad giá rẻ và iPad giá đắt, đó chính là khi chúng ta nhìn vào cái màn hình. Thì để mà tiết kiệm chi phí thì Apple đã thiết kế một cái tấm nền hiển thị là nó ở chìm ở dưới và một cái mặt kính là nó phủ ở trên. Vì thế mà khi chúng ta nhìn á, chúng ta sẽ thấy là đúng là rõ là hai lớp ra luôn. Và nếu mà nhìn xem nội dung bình thường không để ý nhiều lắm thì cũng bình thường thôi, nó vẫn là một cái màn hình cho chất lượng hiển thị tốt. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta đã sử dụng iPad Pro hay là iPad Air hay là iPad Mini hoặc là những sản phẩm iPhone á, thì nhìn lại cái màn hình này chúng ta cảm giác như là cái màn hình nó đã bị chìm xuống rất là nhiều luôn. Nếu mà để ý thì cũng hơi khó chịu đấy, nhưng mà nếu mà dùng lâu quen thì cũng không phải là vấn đề gì lắm. Và con iPad Gen 9 này thì sở hữu cho mình một con chip không quá mới cũng không quá cũ, là con chip là A13 Bionic. Và con chip này thì là nó là con chip mà ở trên cái iPhone 11 ấy. Để cho các bạn biết về cái tuổi đời của nó thì đến bây giờ tuổi đời của nó là 2 năm rồi. Với hiệu năng của chip A13 cho một chiếc iPad thì mình thấy là nó vẫn đáp ứng mọi thứ rất là ngon. Đặc biệt là iPad OS mình thấy là nó full, gần như là full hết tính năng của iPad OS và nó đảm bảo cho chúng ta một cái hiệu năng và một cái trải nghiệm là nó không thua kém gì so với cái iPad Pro hay là iPad Air cả. Nhưng mà để nói là nó thật sự là mạnh rồi, thật sự là khủng với một cái mức giá rẻ thì mình thấy là cũng mạnh vừa vừa thôi, nó cũng khủng vừa vừa thôi. Bởi vì mình đang sử dụng iPhone 12 rồi và quay trở lại iPad và chơi đúng cùng một cái game đấy, màn hình to hơn, nó sẽ bị khựng nhiều hơn này, rồi load hình ảnh nó sẽ không nhanh bằng. Và một cái điểm yếu của cái con iPad này để đánh đổi mức giá rẻ đó chính là RAM chỉ có 3GB thôi. Và chính vì cái việc đó cho nên là mình lốt lại ứng dụng khá là nhiều. Vì thế mà để nói đây là một con iPad quái vật tí hon, quái vật giá rẻ thì nó cũng không phải thế. Tuy nhiên nếu các bạn so sánh với thế giới tablet của Android ấy, thì mình thấy đây con iPad này nó mạnh hơn rất nhiều các sản phẩm máy tính bảng Android cao cấp. Kể đến là một chiếc tablet mà gọi là khủng nhất của thế giới Android đi, là Tab S7 cộng hả? Thì con này đang sử dụng con chip là Snapdragon 865 cộng. iPad này mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn, tuy nhiên thì có thể nó sẽ thua về RAM một chút. Và tuy là mọi thứ thì nó cũ, nó lỗi thời như thế, nhưng mà có một tính năng rất là mới ở trên con iPad này. Nó được thừa hưởng từ iPad Pro M1 và iPad Mini M1. Cái góc nó siêu, nó phải gọi là nó siêu rộng luôn các bạn. Và lúc mà FaceTime hoặc là sau này thì sẽ được update thêm một số cái app như là Zoom và Messenger nữa, thì khi mà chúng ta di chuyển ra khỏi khung hình
thì là cái camera góc rộng nó sẽ cứ zoom để làm sao cho mặt của chúng mình luôn ở trung tâm. Và khi các bạn mua con iPad giá rẻ này thì các bạn được một thứ mà không có một con Android nào có được, đó chính là iPad OS 15. Và iPad OS 15 ở trên cái máy tính này thì theo mình là nó không thiếu một tính năng nào cả. Nó cũng có cái đa chia đa nhiệm cửa sổ theo kiểu mới này, rất là trực quan, rất là dễ dùng này. Rồi chúng ta cũng sẽ có tính năng Quick Note, khi mà chúng ta kéo ở bên này ra một cái thì là khi mà chúng ta duyệt web chẳng hạn thì nó sẽ note cho chúng ta là cái web đấy có cái gì, rồi chúng ta có thể note thêm vào cái web đấy. Nói chung là cái Quick Note là một cái mình thấy khá là hay, và nó sẽ còn gia tăng hiệu quả khi mà chúng ta kết nối cái này với bàn phím Smartfolio và cái Apple Pencil. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái cổng connector để kết nối bàn phím này, và cũng sẽ có bút Apple Pencil, nhưng mà Apple Pencil 1 và cái bàn phím cũng là thế hệ 1 thôi nhá. Và để tóm gọn lại thì mình thấy đây là một chiếc iPad rất là phù hợp với các bạn sinh viên để mà học trực tuyến qua Zoom này. Mình nghĩ đây là một chiếc iPad mà có thể Zoom và FaceTime xịn nhất ở thời điểm hiện tại này. Rồi các bạn có thể xem tài liệu, rồi ghi chú, rồi duyệt web, và thậm chí là giải trí, chơi game, rồi xem Netflix ở trên cái điện iPad này cũng khá là ok. Nhưng mà cái iPad này nó có thay thế được laptop hay không thì mình vẫn chưa trả lời được. Và cái này chắc là mình sẽ làm một cái video để phỏng vấn sinh viên RMIT, sinh viên Hoa Sen hoặc là sinh viên Văn Lang, xem là một chiếc iPad thì nó có thay thế được laptop ở trong học tập không nhá. Và cuối cùng, lý do mà mình bỏ qua con iPad này, mình sẽ không mua con iPad này thì nó rất đơn giản các bạn. Nó sẽ chỉ hỗ trợ bàn phím thế hệ 1, Apple Pencil 1, và Apple Pencil 1 thì các bạn biết rồi đó. Cắm cái sạc vào cái lỗ Lightning này và các bạn sẽ có một cái iPad và một cái bút nó thò ra như thế này. Cái thất bại ở trong thiết kế của Apple mà không hiểu tại vì sao đến bây giờ họ vẫn còn giữ ở năm 2021 rồi, khi mà đã có Apple Pencil 2 từ rất là lâu rồi mà vẫn không cập nhật được cho con iPad này luôn. Mình nghĩ là có thể là do họ tiếc cái thiết kế, cũng như là tiếc cái lô bút hay là lô bàn phím đã sản xuất rồi nên là họ vẫn không thay đổi. Đến sau này mình muốn nâng cấp iPad lên iPad Air hay iPad Pro thì mình lại phải mua lại cái đống phụ kiện đấy à? Mà mấy cái phụ kiện đấy nó cũng có rẻ đâu. Cái Apple Pencil 2 thì là 3 triệu rưỡi, mà Apple Pencil 1 thì nó cũng đã là 2 triệu rưỡi rồi. Cái bàn phím đời cũ nó cũng là 3 triệu rưỡi, và cái bàn phím đời mới là 4 triệu rưỡi. Nó chả rẻ hơn được bao nhiêu, mà mình mua sau này mình nâng cấp mình không thể mà tái sử dụng được nữa. Và một số cái lý do nữa mà sau quá trình sử dụng trong 3 ngày và mình cũng hơi không thích và mình không mua, đó chính là vì nó chỉ có loa một bên, loa không có loa stereo. Và các bạn biết rồi đó, khi mà cái màn hình nó to như này, mình xem phim nó đã như thế này nhưng mà âm thanh nó chỉ ra được một bên ấy, hoặc nó chỉ chạy được xuống dưới ấy, cảm giác như là âm thanh nó rơi ra ngoài luôn như mình có nói. Và tiếp theo đó chính là cái này khá là nặng các bạn. Mình không hiểu sao nó nặng như thế. Ngày xưa mình thấy iPad là một cái nhẹ lắm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng mini và Air thì mình thấy cái này không hiểu sao nó nặng như thế. Và một điểm tiếp theo nữa mà mình cũng không thích, đó chính là sau khi sử dụng một vài ngày thì mình thấy là nó hơi nóng. Đó là cái cảm nhận của mình. Mình thì mình không mua, nhưng mà các bạn nếu có nhu cầu và những cái điểm tốt mà mình kể trên đấy nếu mà hợp với nhu cầu của các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể mua và đăng ký nhận thông tin ở bên dưới tại Sellnet. Và mức giá dự kiến mình nghĩ là con này khoảng 9 triệu, và các bạn nhớ click vào đường link để nhận thông tin nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.